Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay em mới về được một ít hàng ống inox, em quay video giới thiệu cho tất cả các anh các chú. Ai có nhu cầu mua hàng có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại shop Long Hợi 0975275636. Địa chỉ của em ở thôn Hà Vĩ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Và hôm nay chắc là chuyến cuối rồi, cái hàng này nó sẽ hết hàng rồi, không còn nữa. Này của nó tất cả là hàng ốc inox hàng Hàn Quốc. Đây, inox 304 nha các bác nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Cái này thì có cái thì đã dùng rồi, có cái thì vẫn còn nguyên chưa dùng này, vẫn còn nguyên trong bọc luôn nhá. Nó chỉ thiếu cái bọc ni lông bên ngoài thôi. Nên là các cái hàng này thì họ nó sẽ bị hơi sầy trước một tí xíu thôi. Nói chung là rất là đẹp. Trên đây thì em có đánh số thứ tự và giá tiền trên các cái sản phẩm đây rồi. Các bác cần mã nào thì mình có chốt giúp em theo mã số. Ví dụ như đây là mã số 1 này, bác nào có xài Zalo thì mình chốt trong Zalo, còn không thì cứ chốt giúp em trong gọi điện hoặc là trong tin nhắn. Vui lòng không chốt hàng ở dưới phần bình luận của video ạ. Rồi bây giờ em sẽ quay và báo giá cụ thể luôn. Đầu tiên ở đây em có mã số 1 này. Mã số 1 đây em có một chiếc thôi nhá. Y như cái điện thoại này các bác. Cái này đường kính bên trong đo được của nó là 47. Đường kính ống bên ngoài đo được là 50. Đây chiều dài em đo được là 37 cm. Ở trên đây nó có một cái đường ống nhỏ ra như này nữa này. Đây tất cả bằng inox nhá. Đây, tất cả bằng inox. Nhưng có con ốc này. Con ốc của các cái này thì nó bằng sắt này. Đây các bác nó thấy nó hút không? Đấy, còn các cái chỗ này đều bằng inox hết nhá. Các cái mối hàn của nó cũng rất là đẹp luôn này. Đây là mã số 1 ạ. Giá là 100k nhá. Cái này chỉ có một chiếc thôi. Hôm nay trên video thì hầu như mỗi mã chỉ có một vài chiếc thôi, không có nhiều. Rồi tiếp theo mã số 2. Đây mã số 2. Mã số 2 cái này còn chưa dùng luôn này. Vẫn còn nguyên trong bọc luôn. Nhưng mà nó là hàng tính là hàng bãi rồi nên là họ vận chuyển qua lại xe cộ nên là không tránh khỏi được sẽ có trên đây nó sẽ có một chút là vết sấy xước nha các bác nhá. Cái này em bán nó là theo hàng bãi. Đây nó còn nguyên trong bọc nên em sẽ không khui ra nhá. Cái này kích thước nó bằng nhau này, đường kính lỗ bên trong là 47, bên ngoài là 50. Cùng một loại đấy ạ. Ở đây nó có một khớp nối này, tức là ở đây nó sẽ có là hai một đoạn này và một đoạn này là nối vào với nhau nha các bác nhá. Tất cả đều inox và các cái phần chốt khóa con ốc của nó ấy, thì nó sẽ bằng sắt. Còn đâu tất cả bằng inox hết. Đây, cái này tổng chiều dài đo được là 62 cm. Đây là mã số 2. Mã số 2 của em giá là 180.000 nhá, có một chiếc thôi. Ở trên đây rồi. Đây đầu này này, vẫn còn nguyên bọc luôn này. Tất cả inox hết nha. Mỗi con ốc là bằng sắt thôi. Mã số 2 180k. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 ở đây em đang có là hai cái đây. Mã số 3 thì nó lại hơi cong cong như này. Đây ạ, các bác nhìn thấy nó uốn theo kiểu như này nhá. Đây, các cái mối hàn đây của nó này rất là đẹp luôn. Cũng là inox hết này. Ốc thì bằng sắt nhá. Đây các bác nhìn kỹ giúp em này. Đây, ốc là bằng sắt nha. Còn đâu các cái phần thân này bằng inox hết. Đây cái bên dưới nó có một phần lò xo này cũng là inox nha. Đấy. Đường kính ống đằng kia vẫn là 47. Và đường kính bên ngoài thì là 50. Đây, bên đường dưới ống này nó sẽ to hơn. Em sẽ đo cái đường kính bên dưới này nhá. Đường kính ống lò xo bên dưới đo được là 70. Cái này nó quằn, nó còng kèo cái này. Đây. Em sẽ đo chiều dài từ trên cái góc cong này xuống phần thân này. Đo được là 56 cm. Còn từ cái phần cong đầu này đo ta chéo vuông, đo vuông sang bên này nhá thì em đo được là 40 cm. Vì nó cũng hơi cong cong ấy, cong theo mấy khúc này luôn nên là cũng không đo chuẩn được chính xác nên là nó lệch 1 cm hoặc 2 cm thì các bác thông cảm nhá. Đây là mã số 3 này, giá là 400k nhá. Đây, 400k một cái sản phẩm như tay em đang cầm đây. Đây là mã số 3, mã số 3 400k này. Mã số 3 hiện tại thì em đang có là hai cái nhá. Rồi tiếp theo mã số 4 ạ. Mã số 4 ở đây em có hai cái này. Đây, phần đầu bên trên này. Phần đầu bên trên này sẽ là đường kính là 47. Ở trên đây nó sẽ có một đoạn khớp nối như này nữa vào này. Đấy. Còn đầu bên dưới nó hơi loe ra một chút này. Đường kính bên dưới đo được là 59 ạ.
Đây, nó là dạng góc vuông như này nhá. Từ trên góc này em đo xuống phần dưới này đo được là 43 cm. Còn em sẽ đo từ cái góc đầu này vuông sang đây đo được là 51 cm ạ. Đây là mã số 4. Mã số 4 của em giá là 250k một chiếc nhá. Đây, trên đầu đây nó sẽ có một đoạn khớp nối như này. Đây là mã số 4 này, 250k một chiếc. Ở đây mã số 4 em đang có là 2 chiếc. Đây có 2 chiếc giống nhau nha, đang nằm đây nha. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 ở đây em cũng có 2 chiếc này. Đường kính là hai bên đầu bằng nhau nhá, đều là 47 này, đường kính ngoài là 50. Ở trên đây nó có dạng một góc vuông chữ T như này. Đây. Những chỗ em gọi chỗ này là góc T này. Nó kết nó có một khớp nối ở đây nhá. Chiều dài đo từ chỗ vuông góc này xuống phần thân này đo được là 57 cm. Đo góc vuông bên này sang đây là được 37 cm ạ. Đây là mã số 5. Mã số 5 của em giá là 250k một chiếc nha. Đây vẫn còn nguyên bọc bọc xanh túi bóng của nó này. Tất cả những cái này đều ghép vào nhau được tại vì nó cùng một kích thước các bạn ạ. Đây mã số 5 giá là 250k một ống như này. Mã số 5 ở đây em đang có là 2 chiếc nhá. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 ở đây em có 2 chiếc này. Một đầu này thì không có bọc nha, một đầu kia thì vẫn còn bọc xanh ni lông xanh kìa. Đường kính của nó thì vẫn như vậy thôi ạ, là 47, đường kính bên ngoài là 50. Đây em sẽ đo kích thước, chủ yếu là đo chiều dài kìa. Thôi còn đâu kích thước thì nó giống nhau rồi. Từ góc bên trên em đo xuống đây đo được là 82 cm. Góc vuông đo sang là được 57 cm. Đây là mã số 6 này, giá là 300k một ống nha. 300k một ống góc chữ tư, góc vuông góc như này. Mã số 6 em đang có 2 chiếc nhá. 300k một ống như này. Đấy, hai đầu đều có hai cái khớp nối vào nhau như này nhá. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 đây. Mã số 7 này, cái này đường kính của nó là 47 này. Đây 47 nhá. Đây rất là dày. Đường kính bên ngoài của nó cũng là 50. Ở phần trên này thì nó sẽ gọi là cái mặt bắt của nó sẽ là mặt vuông như này nhá. Đấy, cái này thì các cái kia thì nó là mặt tròn nhưng cái này nó lại mặt vuông, nó hơi khác một chút so với các cái mã còn lại. Từ trên góc này em đo kéo về đây đo được là 91 cm. Đây, còn từ cái phần góc cong này đo sang bên đây đo được là 56 cm ạ. Một đoạn này nhá. Một đoạn này đo được là khoảng tầm 17-18 cm. Đây là mã số 7. Mã số 7 của em giá là 300k một chiếc. Mã số 7 ở đây em đang có là 7 hay là 8 chiếc gì đấy. Đây. Các bác kiểm tra nhá. Tất cả đều inox này. Các cái hàng này đều inox hết nhá. Có ốc là bằng sắt thôi này. Hôm nay mã số 7 là có 7 cái thôi. Còn tất cả các mã khác thì có 1 cái hoặc 2 cái. Ở đây em đang có 5 cái khớp nối nữa này. 5 cái khớp nối vào với nhau đó nhá. Ở đây là giá là 20.000 một chiếc. Bác nào mua ống thì muốn mua kèm thêm thì có thể mua thêm cái này nhá. 20.000 một chiếc này, ở đây có 5 chiếc thôi ạ. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn tất cả các anh các chị trong những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo ạ.